Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời ở tuổi 45 vì đột quỵ. Em trai của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, ông Nguyễn Minh Thắng, vừa thông báo tin buồn trên trang Facebook cá nhân của ông và của Hoa hậu Thu Thủy. Ông Nguyễn Minh Thắng cho tuổi trẻ online biết, chị gái ông bị ốm, sức khỏe yếu mấy hôm rồi. 11 giờ đêm qua tôi đưa chị vào viện 108 hồi sức, nhưng chị tôi đã mất rạng sáng nay, nguyên nhân do đột quỵ và kiệt sức. Ông thẳng cũng đã xác nhận chị gái ông thời gian gần đây đau buồn một phần vì cái chết đột ngột của người cha. Lễ viếng được tổ chức vào lúc 10 giờ 45 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, lễ truy điệu và đưa tang vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày, sau đó hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàng Vũ, an táng tại quê nhà Nam Định. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976, quê gốc ở Nam Định, nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô là Hoa hậu Việt Nam năm 1994, đồng thời giành giải trả lời ứng xử hay nhất của cuộc thi. Nguyễn Thu Thủy sinh ra trong một gia đình trí thức. Cả bố và mẹ cô đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn Ngữ Học. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi, từng là phó viện trưởng Viện Ngôn Ngữ Học. Con mẹ cô là tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ. Nguyễn Thu Thủy theo học học viện ngoại giao, sau đó từ bỏ để sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh và trở về kinh doanh tại Hà Nội cô cũng tham gia một số chương trình truyền hình nguyễn thu thủy thường gắn với hình ảnh một hoa hậu có học thức thích đọc sách ít năm trước khi đang ăn nên làm ra với hệ thống các spa trên trăm nhân viên có mặt tại khắp bắc trung nam hoa hậu thu thủy đột ngột quyết định thu hẹp kinh doanh để dành tâm sức cho công việc khác trong đó có viết văn và cả dự án về bảo vệ môi trường gần đây hoa hậu thu thủy rất chăm rèn luyện cơ thể với yoga và chạy bộ Trang Facebook cá nhân của cô thường ít khi khoe ảnh xinh đẹp sang chảnh của mình như thường thấy trên các trang cá nhân của những người đẹp, mà thường là ảnh cô tập luyện yoga, chạy bộ và cả những trang viết tay rất đẹp, được cô nắng nót viết bằng bút máy, những câu văn cô yêu thích bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trước khi qua đời, Hoa hậu Thu Thủy sống với hai người con, một trai một gái đang tuổi trưởng thành ở Hà Nội. Cô được nhiều người yêu mến đánh giá là hoa hậu thông minh, dám sống hết mình, dám dấn thân để vượt qua những trở ngại, vươn lên trở thành chính mình để mình được là mình.